ngoại chúc tết ông ngoại vũ linh đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ vũ linh khi ông được cháu mừng tuổi trong ngày đầu năm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào dịp tết nguyên đáng cách đây vài năm con cháu của ông đã có mặt đông đủ tại ngôi nhà của cố nghệ sĩ để chào đón năm mới khi đó cố nghệ sĩ còn rất khỏe để vui đùa cùng con cháu trong đoạn video hồng loan cùng chồng và các cháu đứng xếp hàng chỉnh chu để mừng tuổi và gửi bao lì xì cho người ba người ông đáng kính đáng yêu nhất là cháu ngoại tên Vung của cố nghệ sĩ trong rất bụ bẩm với đôi gò má phúng phính không kém phần hiếu động được biết nhóc tỳ còn được ông ngoại vũ linh hết mực yêu thương